Jean Martel là nhà văn người Canada, được biết đến nhiều nhất với tiểu thuyết Cuộc đời của Bi, Life of Bi năm 2001, tác phẩm được giải Man Booker năm 2002, một cuốn sách đã được xuất bản trên hơn 50 vùng lãnh thổ. Cùng nghe những câu nói hay nhất của Jean Martel nhé. Trong suy nghĩ của tôi, niềm tin giống như ở dưới ánh mặt trời. Khi bạn ở dưới ánh mặt trời, bạn có thể tránh tạo ra bóng không? Bạn có thể lay động vùng bóng tối đeo bám bạn, luôn luôn có hình dáng giống bạn, như thể liên tục nhắc nhở bạn về chính mình không? Bạn không thể. Cái bóng này là sự nghi ngờ. Và nó sẽ đi bất cứ nơi nào bạn đi miễn là bạn còn ở dưới ánh mặt trời. Và ai lại không muốn ở dưới ánh mặt trời chứ? Trí nhớ là hồ dáng, nó gắn kết bạn với mọi thứ, ngay cả với những gì bạn không thích. Cuộc sống sẽ bảo vệ chính nó dù nó nhỏ nhòi đến thế nào. Nếu bạn chìm sâu vào nỗi khổ, hãy nhớ rằng những ngày tháng của bạn trên thế gian này là giới hạn, và bạn tốt nhất là nên tận dụng tốt những ngày mà bạn còn lại. Em nhạc là câu trả lời của chim muông đối với tiếng ồn và sự nặng nề của ngôn từ. Nó đặt tâm trí vào trạng thái không nói nên lời đầy phấn khích. Tình yêu thương là ngôi nhà với nền móng không thể rung chuyển và mái nhà không thể phá hủy. Tôi cho rằng cuối cùng, tất cả cuộc đời đều trở thành một hành động buông bỏ. Nhưng điều luôn luôn đau đớn nhất chính là không dành một khoảnh khắc để nói lời từ biệt. Sự sống và cái chết, sống và chết ở cùng một nơi, trong cơ thể. Đó là nơi mà cả trẻ con và bệnh ung thư sinh ra. Bạn có thể sẽ nghĩ là tôi đã đánh mất tất cả hy vọng vào lúc đó. Đúng như vậy. Và kết quả là tôi vui lên và cảm thấy tốt hơn nhiều. Đúng thật rằng những người mà ta gặp gỡ có thể thay đổi ta, đôi khi toàn diện đến nỗi sau đó ta không còn như trước nữa, thậm chí thay đổi sâu vào cả tên ta. Tôi phải nói một lời về nỗi sợ hãi. Nó là đối thủ thực sự duy nhất của cuộc đời. Chỉ có nỗi sợ hãi mới có thể đánh bại cuộc sống. Đó là một kẻ thù khôn ngoan, xảo quyệt, tôi biết rõ như vậy. Nó không có khuôn phép, không tôn trọng luật pháp hay quy ước, không thể hiện sự thương xót. Nó đi tìm điểm yếu nhất của bạn, nơi nó có thể tìm thấy một cách dễ dàng. Nó bắt đầu trong tâm trí bạn, luôn luôn như vậy. Thế nên bạn phải cố gắng đấu tranh để bộc lộ nó. Bạn phải đấu tranh mạnh mẽ để chiếu ánh sáng của lời nói lên nó. Bởi vì nếu bạn không làm vậy, nếu nỗi sợ hãi của bạn trở thành bóng tối câm lặng mà bạn lảng tránh, thậm chí xoay sở quên đi được, bạn sẽ để lộ mình cho những đòn tấn công sâu hơn của nỗi sợ hãi. Vì bạn chưa bao giờ thực sự chiến đấu với đối thủ đã đánh bại bạn. Khi bạn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong cuộc sống, mỗi nỗi đau gia tăng đều vừa không thể chịu đựng được dù nhỏ bé không đáng kể. Bạn càng dưới thấp, tâm trí bạn càng muốn bay cao. Cuộc sống tươi đẹp đến nỗi cái chết cũng phải lòng nó. Một tình yêu đầy ghen tuông và chiếm hữu giành giật lấy những gì nó có thể. Nhưng cuộc sống nhẹ nhàng vượt qua sự lãng quên. Chỉ mất đi một hoặc hai thứ không quan trọng, và sự u ám chỉ là cái bóng lướt qua của một đám mây. Điều quan trọng trong cuộc sống là phải chấm dứt mọi chuyện một cách đúng đắn. Khi đó bạn mới có thể buông bỏ. Nếu không, bạn sẽ chỉ còn lại những lời lẽ ra phải nói nhưng chưa bao giờ nói ra, và trái tim bạn nặng trĩu đầy nuối tiếc. Bạn phải chấp nhận cuộc sống như cách nó đến với bạn và làm được tốt nhất từ nó. Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị là bởi vì nó chân thực, không phải bởi vì nó có thực. Rất đơn giản và tàn bạo, con người có thể quen với mọi chuyện, thậm chí cả giết chóc. Tình yêu là một ngôi nhà có nhiều phòng, căn phòng này để nuôi dưỡng tình yêu, căn phòng này để làm nó vui vẻ, căn phòng này để làm sạch nó, căn phòng này để mặc quần áo cho nó, căn phòng này để cho nó nghỉ ngơi, và mỗi căn phòng đều cũng có thể là căn phòng để cười vui. Căn phòng để lắng nghe, căn phòng để xin lỗi hoặc căn phòng cho sự thân mật bên nhau. Và tất nhiên, có các căn phòng dành cho những thành viên mới của gia đình. Điều đáng buồn là không có cái chết tự nhiên nào, dù các bác sĩ có nói gì đi nữa. Với mỗi cái chết đều có ai đó cảm thấy nó như một vụ sát nhân, như sự cướp đi người mà mình yêu thương một cách đầy bất công. Nỗi cô đơn lẻn tới anh như một con chó đánh hơi. Nó cuốn lấy anh không bỏ. Anh vẫy nó đi, nhưng nó không chịu để anh yên một mình. Thật đáng kinh ngạc cách mà ý chí có thể dựng lên những bức tường.
thay đổi trở thành thói quen và thói quen khó thay đổi được. Đó là bản chất của nỗi đau buồn, nó là một sinh vật có nhiều tay nhưng ít chân, và nó loạn choạng, tìm kiếm sự chống đỡ. Bởi vì đau khổ và không làm gì cả là trở thành không ai cả, trong khi đau khổ và làm gì đó là trở thành ai đó. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like và subscribe kênh Từ Điển Danh Ngôn nhé.